Yeah. Làm lẹ về cốt ơi, có đồ. Ba con là được rồi đó, ba con là nướng chấm ớt. Anh em ăn hết. Đi phiêu lưu mà bỏ nghề bỏ nghề đóng đi, bữa nay do biết cực biết khổ rưới cái anh hai sạch vào nước rưới qua cái để khô rưới vô lỗ. Tới đây được rồi, làm.